Võ cổ truyền Việt Nam có quá trình hình thành và phát triển lâu dài, gắn liền với công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc. Ngày nay, võ cổ truyền trở thành một di sản độc đáo, là tinh hoa của văn hóa và trí tuệ Việt Nam, được chọn lọc qua môi trường đào thải khắc nghiệt của hoàn cảnh và sự thăng trầm lịch sử. Cũng vì vậy, ông cha ta thường nói, dạy võ và học võ cũng chính là dạy và học đạo lý làm người. Là kết tinh tinh thần thượng võ của dân tộc, võ cổ truyền Việt Nam đã cùng đất nước trải qua các giai đoạn thăng trầm. Các môn phái, võ phái đã không ngừng sáng tạo, bồi đắp và lưu truyền, tạo nên kho tàng những đòn, thế, bài quyền, bài kinh khí, kỹ chiến thuật đặc thù, mang đậm nét văn hóa đặc sắc và tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam. Trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm thì trong ta đã huấn luyện binh sĩ, những cái đường quyền ngọn cước. Qua quá trình dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã đúc rút ra những đòn đánh rồi những cái đặc điểm phù hợp với của người dân tộc Việt. Võ cổ truyền dân tộc phải nói rằng là một cái môn võ không chỉ là một môn thể thao để bảo vệ sức khỏe cho mình, mà nó là văn hóa truyền thống của dân tộc rất là tốt đẹp. Cái môn võ cổ truyền dân tộc Việt Nam này mang rất là nhiều ý nghĩa quan trọng, tìm hiểu được về cái lịch sử của Việt Nam, tăng thêm cái tinh thần yêu nước. Theo các chuyên gia, thì võ cổ truyền Việt Nam hiện có hàng chục hệ phái tiêu biểu, trải dài trên 3 miền đất nước. Mỗi vùng miền, mỗi môn phái có những nét sắc thái riêng, nhưng đều có điểm chung là đề cao tinh thần thượng võ, triết lý võ học, kỹ năng võ thuật phù hợp với khí chất và thể trạng của con người Việt Nam. Chúng ta có đến 54 dân tộc anh em, và trong đó là 54 dân tộc anh em thì có 54 các cái nền văn hóa võ thuật cổ truyền Việt Nam của chúng ta được hình thành từ cái nền văn minh của lúa nước. Tất cả những cái bài võ được hình thành từ các cái công cụ lao động sản xuất, cũng như thể là những cái loại binh khí mà cha ông ta đã đúc kết sáng tạo ra để chống lại muông thú, bảo vệ cho mùa màng, chống lại các thế lực thù địch cũng như thể là giặc ngoại xâm. Nhìn nhận một thực tế là cho tới nay sự phát triển của võ cổ truyền còn chưa được như kỳ vọng. Hàng chục năm nay, võ cổ truyền dân tộc không phải là bộ môn học tập đào tạo trong các trường thể dục thể thao. Việc truyền thụ chỉ dựa vào một số võ sư tâm huyết, chưa chú trọng nghiên cứu xây dựng một cách bài bản đầy đủ. Một số quy định quá chặt chẽ, không phù hợp thực tế khi đưa võ thuật cổ truyền vào giảng dạy ở trường học đã làm thui chột, mất đi ưu thế chiến đấu của một số môn phái võ cổ truyền nước ta. So với các bộ môn võ cổ truyền của các dân tộc khác như là karate, taekwondo, pencastilat hay là muay thái, thì võ cổ truyền Việt cũng chưa được đưa vào bộ môn thi đấu ở các giải quốc tế. Hầu hết các cái võ sư võ cổ truyền Việt Nam là họ đều nghèo và khó. Có nhiều người rất nghèo. Do đó họ không có khả năng để có thể họ đi tuyên truyền, đi phát triển, đi mở những cái lò dạy ở những cái trung tâm này, trung tâm khác. Ra những cái môn võ ví dụ như là pencastilat, taekwondo, karate, muay và những cái môn khác đang phát triển, thì những cái môn đó họ cũng đều mang những cái thành tích về cho đất nước Việt Nam mình. Nhưng mà riêng với cái môn võ cổ truyền đó, thì sự thật ra về cái điều kiện thuận lợi để mà tiếp cận được với những cái đấu trường lớn, ví dụ như là Đông Nam Á, Châu Á, rồi giải quốc tế và giải thế giới, thì hiện giờ võ cổ truyền Việt Nam mình chưa có cái lộ trình thuận lợi để mà đi vào. Chúng ta chưa làm được một cái điều mà rất là nhiều người mong muốn. Đó là chúng ta chưa đưa được võ cổ truyền của chúng ta tham gia trong các giải đấu lớn, đặc biệt những cái kỳ SEA Games chẳng hạn. Đây là một trong những cái giải đấu khu vực thôi, nhưng mà chúng ta vẫn chưa làm được điều đó. Thì có thể nói đây là cái sự trăn trở rất nhiều của tất cả những người tập luyện võ thuật. Chúng tôi cũng rất là mong muốn chúng ta cần phải có nhiều các cái giải đấu quốc tế hơn nữa. Giải đấu đó sẽ giới thiệu được cái võ cổ truyền của chúng ta tới bạn bè thế giới. Chính phủ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về việc phát triển võ cổ truyền trong trường học, nghiên cứu sưu tầm, bảo tồn các bài quyền cổ, phục dựng các võ miếu và xây dựng chuyên ngành trình độ đại học, trên đại học về môn võ học dân tộc. Giao Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch xây dựng đề án quảng bá võ thuật cổ truyền Việt Nam. Năm 2022, thì chính phủ đã đồng ý triển khai lập hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận võ cổ truyền Bình Định là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Võ cổ truyền Bình Định xuất hiện từ rất sớm và thể hiện rõ nét vào thời Tây Sơn thế kỷ thứ 18. Được thành lập từ năm 2013, Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định là trung tâm duy nhất của cả nước chuyên bảo tồn, phát huy và lan tỏa những giá trị của võ cổ truyền. Bộ môn này thì nó giúp ích cho người rèn luyện võ về tính cách, đạo đức,
trở thành một con người gọi là đức trí thể mỹ vẹn toàn. Tỉnh Bình Định có nhiều nghệ nhân nắm giữ di sản văn hóa phi vật thể võ cổ truyền Bình Định, đang thực hành và truyền dạy tại 185 võ đường với hơn 12.000 võ sinh. Trong đó có 4 nghệ nhân ưu tú, 2 đại võ sư quốc tế, 50 đại võ sư quốc gia và 21 võ sư cao cấp. Ngoài ra thì nhiều võ đường võ cổ truyền Bình Định được thành lập, thực hành và truyền dạy ở nhiều nước trên thế giới. Thì phong trào hoạt động của võ cổ truyền Bình Định ngày càng phát triển sâu rộng ở nhiều địa phương trong toàn tỉnh. Về thành tích cao thì các đội tuyển võ cổ truyền của tỉnh thi đấu gặt hái được nhiều cái thành tích cao trên cái đấu trường quốc gia và quốc tế. Việc xây dựng hồ sơ võ cổ truyền Bình Định đề nghị UNESCO vinh danh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ tạo tiền đề để thực hiện các công trình nghiên cứu, xây dựng giải pháp khoa học trong bảo tồn và phát huy. Đây cũng là cơ hội để giới thiệu, quảng bá các giá trị thấm đẫm tinh thần nhân văn của võ cổ truyền Bình Định, đồng thời giúp cộng đồng nâng cao ý thức trách nhiệm tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản. Thưa quý vị, những võ đường, võ Việt ở nước ngoài mà quý vị đang thấy ở trên màn hình chính là một niềm tự hào của võ cổ truyền Việt Nam. Võ cổ truyền Việt Nam đã mở rộng sang nhiều quốc gia trên thế giới. Sự thu hút của võ cổ truyền Việt Nam với số lượng người theo học đông không chỉ bởi họ tìm thấy ở đó một loại hình thể thao mà còn thấy những giá trị triết lý nhân văn sâu sắc. Tôn sư trọng đạo là một truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt. Truyền thống ấy luôn được các võ phái Việt Nam coi trọng và truyền dạy cẩn thận cho các thế hệ sau. Ngay cả tại các võ đường nước ngoài như võ đường Sơn Long Quyền Thuật ở Pháp này. Điều em nhớ nhất là được thầy dạy học võ, không phải là để thể hiện mình có võ, mà là để khỏe người, biết tự vệ và bảo vệ kẻ yếu. Điều quan trọng nhất mà chúng tôi luôn dạy cho học trò là họ phải cố gắng mở mang trí tuệ và tâm hồn để có thể đón nhận những giá trị tốt đẹp về văn hóa, lịch sử, tinh thần, võ thuật của người Việt, để từ đó có thể chia sẻ những điều tốt đẹp này cho tất cả mọi người ở nhiều nơi khác nhau. Còn đây là võ đường Sơn Long Quyền Thuật tại Thụy Sĩ. Người đứng đầu là võ sư Philip Clément. Đối với Philip, môn võ của người Việt chứa đựng nhiều nét văn hóa Á Đông sâu sắc và bí ẩn, thôi thúc anh tìm hiểu về lịch sử và văn học Việt Nam. Tôi đã nhiều lần tới Việt Nam để tìm hiểu, học hỏi về văn hóa, lịch sử của người Việt. Tôi đã tìm đọc sách về nhà Tây Sơn, về vua Lê Lợi, về Nguyễn Trãi. Điều đó giúp tinh thần của tôi trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều trong luyện võ và trong cuộc sống. Học võ và tìm hiểu văn hóa Việt Nam là điều không thể tách rời. Võ Việt vượt trùng dương hiện đã có mặt tại khoảng 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với nhiều võ phái khác nhau. Võ Việt mang tinh thần Việt, văn hóa Việt, dấu ấn Việt, hòa chung với dòng chảy văn hóa của thế giới, hòa chung để lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt đến bạn bè quốc tế. Trong định hướng hoạt động và mục tiêu của Liên đoàn Thế giới Võ Cổ truyền Việt Nam, đến năm 2030 sẽ phấn đấu phổ cập đưa võ cổ truyền vào các trường học và phát triển đến khoảng 100 quốc gia vùng lãnh thổ và thành lập các liên đoàn châu lục. Mục tiêu này có thành hiện thực hay không? Trước hết phải có được sự đồng thuận, cố kết cùng chung tay góp sức vì lợi ích chung của nền võ thuật cổ truyền nước nhà. Có như vậy thì sức lan tỏa ảnh hưởng của võ thuật cổ truyền Việt Nam mới ngày càng mở rộng.